chứng tỏ là bố mẹ mẹ đi lấy chồng hai thì vẫn còn gì đó là thương em. Thế Nhưng mà câu chuyện là lúc làm cũng không thấy đến hộ buổi nào thì chắc là ngại hai bác của em, thì là bớt ít nhất là có thêm một người thì sẽ có thêm một công sức, nhớ chưa? nhớ. Đấy, anh lúa thì vẫn còn đang ma chay, không gọi được anh lúa. Em nào phải có gì là phải bảo, không bảo là giờ nó không biết đấy. Đấy, có việc phải bảo chứ, Có việc phải bảo thôi, không phải bảo đi là nó bảo. có việc chỗ nó làm bố lại đi làm. Không, xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục Anh quay ơi, trở lại với anh ơi, Nắng chị Mai TV. Buổi sáng ngày hôm nay anh em mình lên để mà xử lý nốt những cái vấn đề còn lại của lũ em. Nước là đã ok đấy, bây giờ là đang bơm nốt lên để mà chứa vào cái bể của em. Đấy, hôm nay thì em cố gắng là trong ngày hôm nay làm sao mà bơm được nước lên ít nhất là phải được cái 2 cái téc này. Thì ngày mai vật liệu lên thì anh mới có nước cho thợ người ta triển khai. Vâng. Đấy, bể không ngấm thì tốt rồi. Chú ý cái bể nó ngấm thì là phải để ý nhá. Vâng. Hôm nay thì là lên đây Khâm mới biết thì là lũ em tiết lộ cho là mẹ cho một mảnh đất đúng không? Đúng rồi. Mẹ cho một mảnh đất ở đâu? Ừ, sao rồi. Cũng lên gặp những nhiều khó rất là nhiều khó khăn trong quá trình là đất đai nhà cửa của lũ em ấy. Nhưng mà em Khâm, cháu Khâm là cũng không nhận được một cái hướng giải quyết nào khác và cũng không có một cái mảnh đất nào khác cả. Nhưng mà đến khi mà anh em mình đã tiến hành móng các thứ xong rồi thì mới biết là mẹ lúa là cũng có ý cho lúa một cái mảnh đất. Mà mảnh đất này anh nghĩ là đất của chồng mới của mẹ thôi chứ. Phải mà. Khu vực nào? Đây á? À. Nhưng mà sao mẹ lại cho? Tại bà ba bọn như thế thì bố mẹ cho lại là xây một cái nhà thôi, hai vợ chồng ở. Nghĩa là cái lúc tranh chấp đất kia thì mẹ bảo gì? Và Bây giờ là giải quyết xong rồi này là thì là Khâm cũng mới biết, nhưng mà ở đây thì đâu chỉ cho anh à, từ chỗ nào đến chỗ nào, này thả bằng đây à, cái nhỏ cái nó kia, cái to cái kia về. đất này thì là của bố dượng ấy nhá, Và nghĩa là chồng hai của mẹ. Nhưng mà bố 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 dượng là có tốt không? tốt mà Tốt gì? và Ô, thế trước giờ em cũng không có chia sẻ, anh cũng không biết đâu. bố bảo là thì bố về hỏi là xong thì bố đi làm Nghĩa hai là cái kia. bố làm ở đây thì bố 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 dượng về hộ à, Và cả mẹ à, và chứ còn làm ở chỗ nhà bác thì là mọi người không không đến hộ à? Và Ở đây thì các bác ạ, thứ nhất thì là một cái mảnh đất mà chỉ thấy là trồng cỏ. mất rồi. Đường vào là đây à lúa? Lá cho xuống. Đường vào là đường chỗ này à? Và Và anh lo chưa? Mà không lo cho bất cứ nào là tỏ là tụi mình muốn. Tỏ tụi tốt mẹ. Cái một tên này là tên là xuống hả? Đó, tôi cho rồi, cậu cho là xuống rồi. Đâu đấy anh? Cũng rất là bất ngờ khi mà biết là mẹ bố mẹ muốn có ý cho. Thế bây giờ xây nhà trên thì bố mẹ có cho ở đây nữa không? Cho đất đây nữa không chắc không biết, cho đâu nhỉ. xây nhà tre thì chắc không cho rồi. Mẹ cho nhưng mà mẹ đi lấy chồng mới rồi, nói chung là nó cũng nhiều cái lắm. Mẹ lấy chồng mới có con rồi, nhưng mà để mà làm nhà ở đây thì không nghĩ là không đơn giản một chút nào. Riêng hai vợ chồng em đã không có ai hộ rồi, còn mà vận chuyển vật liệu ở đây này ra tít ngoài chỗ kia, để vật liệu sẽ để chỗ nhà A Lúa đúng không? Đúng rồi. Cái chỗ A Lúa để cũ các bác, ở khu này thì lại gần nhà anh Lúa, gần nhà anh Lúa thì anh em mà đi lại với nhau dễ dàng hơn, nước nôi cũng sử dụng dễ dàng hơn đấy. Nhưng mà để mà làm cái chỗ đất này thì còn cũng phải san,
san nền. Tóm lại là hôm nay anh em mình biết và anh em mình đến để mà chia sẻ một cái video để các bác biết là mẹ của lúa em cũng vẫn còn thương xót lúa em và có ý muốn cho em một cái mảnh đất khác để mà xây nhà. Nhưng mà anh em mình đã triển khai ở trên rồi, xong xuôi ở trên rồi thì việc gì? Cá sập bò. Mẹ. Hả? Mẹ cá sập bò. Đâu? Cá sập bò bên kia. Vâng. À, thì mình đã sang xem mẹ một tí nè. Vâng. Đây à? Vâng. Cái mảnh này à? Vâng. Ồ. Cái đây thì là anh em mình đứng ở trên xuống thì trông nó có vẻ bằng. Nhưng mà khi mà khâm xuống đây thì là nó cũng dốc đấy nhờ. Vâng. Đâu đến đâu? Từ đây à? Từ chỗ đường này vào. Đường này vào. Đi lên hết đâu? Cái này. Đến đây á? Vâng. Cái chỗ đốt cỏ này phải của em, phải bố. Phải của mà. Bố. Phải. Hôm nay anh em mình đến xem để mà... để mà biết thôi. Chứ bây giờ mình triển khai nhà chỗ kia rồi. Vâng. Mình cũng không... mình cũng không ra đây nữa đâu. Ở khu vực này thì ở đây nó như một cái vòng cung và ở đây có những khóm tre. Ở đây thì lại hơi vắng nhỉ. Và xa đường, gần nhà của bên lũ anh các bác. Đây thấp hơn nhà lũ anh một tí. Khi mà làm ở đây thì sẽ phải đào này, đào cái nền cũng tương đối là đất. Nhưng mà anh em mình sẽ không bàn về cái việc làm nhà ở đây đâu. Không biết và không lên đây, không tiện, không có thời gian, không ghi hình. Chứng tỏ là bố mẹ mẹ đi lấy chồng hai thì vẫn còn gì đó là thương em. Nhưng mà câu chuyện là lúc làm cũng không thấy đến hộ buổi nào thì chắc là ngại hai bác của em. Có việc gì mà ngại. Mẹ với bác thì là cũng bằng vai thôi. Có phải bố mẹ ông bà nội của em nữa đâu mà phải ngại. Chứng tỏ là bác em có cái gì đó mà mọi người rất là e ngại để tiếp xúc nhỉ. Anh em mình đến thăm cái mảnh đất này thì được biết là mẹ em lúa là cũng đang cắt cỏ ở đây. Đấy, Khâm này cũng đã chạm mặt mẹ em lúa một lần. Cái ngày mà làm giấy tờ xác minh của trưởng thôn bí thư đấy. Đấy. Đâu đi xem mẹ biết nói tiếng Kinh không? Mẹ không biết. Biết à? Vâng. Xem hỏi mẹ tí, sao vâng. Con trai làm nhà mà cũng chẳng biết đi giúp buổi nào là thế nào. Vâng. Còn bố dượng của em thì anh chưa biết. Nhà nuôi nhiều bò? Có ba con. Ba con á? Vâng. Mẹ của em bây giờ lấy chồng hai là có mấy đứa con? 5 đứa. Bao nhiêu? 5 đứa. 5 đứa? Vâng. 5 đứa là với lấy của chồng mới á? Vâng. Alo. 2 đứa con trai, 3 đứa con gái. 2 đứa con trai, 3 đứa con gái. Đứa vâng. Cao nhất là mấy tuổi? 10 tuổi à? Đứa cao á? Ừ, đứa lớn tuổi nhất đấy. 23 sao ấy? Bao nhiêu? 23 tuổi. 23 tuổi ấy. Thì bố em mất bao nhiêu rồi? Bố em mất bao nhiêu năm rồi? 13 rồi. Nghĩa là bố mất được 13 năm. Vâng. Thì là mẹ cũng có đứa con đầu đừng 13 tuổi. Vâng. Cũng không thể nào mà sai được. Bởi vì là khi mà bố lúa mất được 3 ngày thì mẹ lúa đi lấy chồng khác. Đây là cái khu vực mà nước mà lúa anh bàn với anh em mình lấy đi dùng các bác. Đấy, phải quay thực tế cận cảnh cho các bác biết là nguồn nước mùa này hiếm như thế nào. Đấy, ở đây khởi xuống đây ghi hình cận cảnh cho các bác thấy là chứng minh rằng là mùa này anh em mình rất khó để mà lấy được nước. Cái khu vực này trước đây khi mà lũ anh dẫn Khâm đến ấy, thì là cái vũng này nước đầy luôn. Mà hồi đấy là cũng hồi A Lúa chuẩn bị làm nhà, anh em khảo sát đường nước thì là cái vũng nước gọi này là đầy luôn. Các bác có thể xem lại video đó là anh em mình không có nói ngoa đâu. Nhưng mà cái mùa này là thậm chí là không có một tí nước này. Bà con ở trên này không có nước uống rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này là không thể bơm được rồi.
và cái nước trồng nó rất là bẩn đây này, chỗ này dỉ các nước này anh dây bơ, anh dây bơ mà và trưởng thôn đúng không? Đúng rồi. Đấy, mùa này cái chỗ này là cái chỗ thấp rồi nhá, cái rãnh gọi là cái khu vực khe rồi thì mới có nước thôi, nhưng mà đến cái nỗi là cái nguồn nước duy nhất kiểu mà xóm uống mà không có. Thế là cái chỗ anh lúa mà một ngày ra được một khoảng gần một tét nước là nhiều đấy. Ừ. Đây mẹ cắt cỏ bên này. Đi ngó mẹ một tí em nhỉ. Tí nữa anh nói tiếng Kinh thì em dịch tiếng Mông nhé. Lái nhiều. Ôi, tu nè. Tu nè, do dấu nhu. Ở đó sợ. Ở đó tôi sẽ phải ngủ đây sao. Ừ. Em có phải sợ nó luôn cả. Đây ra người người ta đổ đây vào. Màu à. Lúc phải khó trông này. Dạ, nhà mẹ cách đây mấy gần nhà anh Dê à? Và tôi nhẹ chi mu pú tu lúa hoa treo chị pá nè mẹ bà gì? Mẹ bà bố về rồi mà bố đi làm nữa mình bảo mẹ là trong ngày mai anh mà lấy vật liệu lên thì đi giúp em chuyển vật liệu vào hả chị. Cái này thao bao nhiêu tuần à? Là để thao cái này thao tôi nên tuần rồi thì bố nè. Tao mới tuần mà. Ý ông đúng mà vật liệu lo mà tu nhà bao. Thao bao nhiêu tuần đây chứ? Bao tuần. Bao nhiêu thì chỉ tuần mà là tổ chức mà lo bao. Ừ. Tổ chức tiếp là đóng nhiều quá. Không thì tiếng Mông kém quá. Chị bao hai móng mà. Chị bao hai móng là. Bố ơi, cá cỏ. Sao bố cá cỏ bên này à? Và chưa gặp bố nhỉ? Cái nó bắt đấy thôi. Hả? À, phụ chị là tận đây nè. Đấy. Đi mua từ tổ à? Tại sao lại anh lại phải đi chích đi phải gặp từng người khi mà thấy cái mảnh đất của lũ em kia thì không cũng phải thấy mẹ ở đây cũng phải xa. Ừ, sao nhất ta còn lo tận đây. Dù có vấn đề gì với bác hay như nào, ái ngại như nào thì anh không cần biết. Nhưng mà mẹ đã thương em thì là cũng phải rút thời gian đi mà hộ em. Đây là những cái cách để mà giải quyết công việc ấy em. Chứ em đi tìm ai, em đi tìm những người mà người ta cái lúc ăn, lúc uống thì có mặt, cái lúc em cần gọi hết điện thoại luôn chả ai về hộ. Tại sao lại không nhờ mẹ? Mẹ ấy nhờ quá nhưng mà bố mẹ đi trồng sông về hộ em làm. Vì anh đấy, anh nói chuyện với mẹ cũng bảo là hỏi xem vật liệu hôm nào lên thì mẹ đi hộ đấy. Mẹ bảo mai về thì mẹ về hộ. Về tối nay anh sẽ điện cho em để mà biết là vật liệu lên lúc nào. Đấy. Bố mẹ thì em kiểu gì, bố dượng mẹ của em kiểu gì cũng sẽ gọi được người thêm thì nhờ mẹ như thế chứ. Vâng. Chú là bố hai của lúa nhỉ? Vâng. À, nghe lúa em cũng kể rồi. Vâng. Là cũng biết rồi. Đấy. Cháu thì cháu đang hộ nó làm nhà. Là hộ làm nhà. Ừ, làm nhà trên này. Chắc chú cũng biết chứ? Biết mà. Biết mà. Ngô mình trồng xong nha chú. Ngô trồng xong rồi. À. Vâng. Có tí đây thôi mà. À. Vâng. À, đất ở đây nữa đúng không? Nhiều đất vâng. Đây nữa đúng không? Đất thì đây. À. Trùng đó, trùng hết rồi mà có một tí này. Vâng, vâng, đấy. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay là sinh năm 84, nó là cái gia đình 40. À, sinh năm 84 thôi à? Vâng. À, thế mẹ em lại hơn tuổi à? Mẹ em là 82. 82 đúng không? Vâng. À, 84. Hôm nay là cả hai cô chú đi cắt cỏ. Vâng. Đấy, nhà nuôi nhiều bò không? Bò nên là hay bà con thôi. Hai bà con này, vâng vâng. Ờ, đang bảo là đấy, ở đây có chú này, có mẹ, lúa này đều là bố mẹ. Thì dù thế nào thì cũng là bố mẹ của em nó. Thì đợt này là vật liệu lên thì lên hỗ trợ em nó chuyển mấy hôm.
đá các thứ, gạch các thứ. Bây giờ là xóm này là chẳng thấy ai giúp nó hết. Ai giúp? Mai xuống. Vật liệu mai mà lên thì là cháu sẽ gọi cho thằng này, gọi cho em nó. Em nó sẽ bảo cả cô và chú xem gọi anh em là được nữa thì tốt quá. Đi thì chuyển xe cốc vào thôi, nhưng mà cũng phải có đông người một tí mới làm được. Đấy. Thế lúa có sang nhờ chú không? Lúa đã sang nhờ chú lần nào chưa? Đã sang nhờ bố lần nào chưa? Sang à? Không xa. Lao thì cũng tua hoa là chỉ tua nè hả? Lao thì cũng tua hoa chỉ tua nè hả? Lao thì cũng bắt tua hoa, bắt tao tua hoa nè hả? Rồi, nói chung là sẽ có bố, có mẹ hộ thì tốt. Đấy. Thì là bớt, ít nhất là có thêm một người thì sẽ có thêm một công sức. Nhớ chưa? Nhớ. Đấy. Anh Lúa thì vẫn còn đang ma chay, không gọi được anh Lúa. Em nào phải có gì là phải bảo, không bảo là cho nó không biết đấy. Đấy, có việc phải bảo chứ. Có việc phải bảo thôi. Không phải bảo đi bảo. Có việc thì chỗ ở, đó là bố lại đi làm. Ở đây họ đổ rác ở đây mùi quá nhỉ. Nói chung là chú cố gắng hộ nó một tí. Đợt vận chuyển xong vật liệu các thứ là nó không quá vất vả nữa rồi. Đấy, mỗi người hộ một tí, mỗi người hộ một tí. Sau này có cái nhà đẹp thì đấy. Có cái gì ăn, có cái gì như nào, gọi bố mẹ về chơi, có vấn đề gì hết. Mặc dù là bây giờ bố bố dượng thôi, nhưng mà bố tốt với em thì cũng là bố mình hết thôi. Đang bảo là hôm nọ thấy chú cho đất nó ở đây đúng không? Đúng rồi. Nó là không cho là kia thì nó bảo là cho, nhưng không cho là kia thì là ở đây cũng được. À, thôi trong kia giải quyết xong rồi thì làm trong kia thôi. Giải quyết xong thì làm kia. Ừ. Giải quyết xong rồi không có vấn đề hết rồi. Mới nữa làm xong bàn giao có giấy tờ, số đỏ của xã hết đàng hoàng. Có hết. Không có vấn đề gì hết. Đấy. Không sâu đâu. Ừ. Thế bây giờ cho lúa cái chỗ này nó trồng ngô được không? Ngô đây là ngô đây là... không được đâu. Không được hay là trồng ngô không được hay là không cho được? Không được. Cho lại nhà thì cho làm được. Thì đất lại y rồi. Nó bạc kênh thôi. À, nghĩa là cho trong quá trình nếu mà khó quá, không có đất làm nhà thì cho làm nhà được, nhưng mà cho không thì không được đúng không? Đúng rồi, cho không là có hai cháu chưa được. Thế mà có hai con trai nữa đúng không? Có hai con trai. À, nhà chú gần nhà anh Dê trưởng thôn à? Vâng. Gần đấy luôn à? Vâng, gần đấy mà anh gầy phía trước nhà đường kia. À. Đấy, hôm nay thì mới gặp được bố dượng của Lúa. Cố gắng một tí. Đấy. Nhà còn anh em nào nữa không? Cậu mua của em anh cũng chưa thấy về hộ được buổi nào nhỉ? Có cái hôm dỡ nhà về hộ được một buổi. Nhà bác kia nó là không hộ được. Nhà bác đấy thì không nói rồi. Nhà còn nói rồi. Nhà bác đấy thì không nói rồi. Nhưng mà chú với lại cô là phải đi hộ nó nhá. Mấy hôm nữa là cháu sẽ điểm mặt đấy. Vâng. Lúc nào làm nó phải điện. Điện nhá. Vâng. Không thì nhà gần chạy sang mà bảo bố mẹ câu. Ít nhất là bố mẹ đi hộ là sẽ có thêm hai nhân lực. Vấn đề bác nó là không phải ban lăn tăn nữa chú nhá. Bác nó không có nói gì nữa đâu. Ra hộ nhiệt tình thì không có vấn đề gì hết. Cháu là người xa lạ, nếu còn lên hộ nó làm nhà, tại sao lại bố mẹ ở đây không ai hộ là thế nào được? Đấy. Vấn đề có gì thì có gì phải bảo đấy, không bảo đấy tôi không biết. Nay không bảo chú à? Lần đầu để làm nó bảo với chú với bố mới biết chứ không bảo là bố làm biết đâu. Thế nhá, thế thì mai tối mai, tối nay anh sẽ điện cho trước. Sớm chiều anh về anh thu xếp để mà tất nhiên là lên xóm lên bản mọi người vận chuyển vật liệu không đơn giản các bác, phải báo cho các anh trước số lượng như làm sao đấy, rồi là giờ nào đi được, các anh dưới kia họ còn phải bốc lên xe các thứ, vật liệu nó không phải là hàng hóa gì nhẹ đấy, như đá hộp các thứ không phải đơn giản đâu,
bốc một xe mất 1-2 tiếng đồng hồ. Thì anh sẽ chủ động báo sớm nữa em. Vâng ạ. Đấy. Anh Hờ lại ốm à? Hờ hôm nay đi hộ nó làm ma. À. Thôi chú cứ làm việc của chú tiếp đi. À, không lấy thời gian của chú nữa. Chú đi cắt cỏ đi. Vâng, đi cắt cỏ đi. Không trồng được cỏ à? Không trồng được cỏ à? Cắt hết rồi đúng không? Mùa đông chưa kịp mọc nhỉ? Bây giờ toàn đi nương thì cắt này các bác. Thôi chú đi cắt cỏ đi nhá. Tôi cố gắng giúp đứa con này tí nhá. Vâng. Đó, anh em mình gặp được bố mẹ của lúa em như thế. Đấy, em phải nhờ như thế lúa ạ. Và học cách nói chuyện mà anh nói này để đi nhờ bố mẹ em, anh thấy bảo cũng ok. Trước mắt là thấy bố mẹ bảo giúp. Và anh chưa biết là đến hôm giúp là có thấy đến hay không, nhưng mà trước mắt anh nói chuyện là thấy bố mẹ cũng chân thành thôi. Bố mẹ cũng đồng ý là đến hộ thôi, nhưng mà phải bảo, thấy chưa? Nhớ mà phải bảo. Đấy, còn anh em nào nữa thì là đi gặp nhờ đi. Đi nhờ trực tiếp với em, nhà em với cái cách nói chuyện của em thì gọi hết bao nhiêu tiền điện thoại nữa thì chắc anh nghĩ là không ai đến hộ được. Ở đây cũng là cái đường vào, đường này xe máy không đi được đâu đúng không? Không được đâu. Vợ lũ anh đi đâu mà để lầu cõng bó báo khóc thế kia? Dù nó là ma, cõng bó nó lò. Vợ, à lũ đi hộ họ là ma á? Vâng. Đấy, báo thì cõng... Vợ à lũ bảo đi 10 giờ mới về. 10 giờ bây giờ rồi. Đấy, một lần nữa ngó lại cái mảnh đất mà bố Dượng và mẹ của lũ em có ý cho. Đấy, nãy không có hỏi là bây giờ là cho em lúa trồng trồng ngô được không, bố mẹ mà không được. Ở đây thì cái chiều dài của nó chắc cũng được hơn 10 mét nhỉ. Nhưng mà cái chiều sâu đào vào nữa chắc khoảng 5 mét là cùng 50 mét vuông. Đấy, hiện tại là anh em mình đang làm trên kia là vẫn như cái tiêu chuẩn của nhà lũ anh thôi, xít soát nhau thôi các bác. Vào chiều dài là 10, chiều rộng là 6 mét, gói gọn thì là 60 mét vuông. Nhà A Lúa là cũng thế thôi các bác. Còn mà để làm rộng hơn thì anh em mình cũng khó mà triển khai. Vì là cái thứ nhất là đất đai này nọ là từ hôm chính quyền xuống là đấy, cắt bằng đó rồi. Anh em có làm khác cũng không thể khác được. Mà sát ra cái đường quá là đường vào cũng bị hẹp. Các bác cũng hỏi không là tại sao lại làm nhà sát vào đường thế, vì là từ cái hôm mà trưởng thôn bí thư lãnh đạo xã xuống làm việc thì là cố định luôn rồi, từ khu vực đấy đo vào mình là không thể lấn sang chỗ bác được. Và cái đường bên này thì sau này cũng phải để một xíu nữa để mà anh em mình làm cái rãnh nước đấy, cái bể phốt nhà vệ sinh nhà tắm là anh em phải thiết kế trong nhà, thiết kế bên dưới cái chỗ nhà vệ sinh đấy luôn, vì không có chỗ nào khác để mà đào rồi. Thế này xây xong là em phải đào bể phốt kia nữa. Nhưng mà cái đấy chả đáng bao nhiêu đâu. Hai vợ chồng đào một buổi. Thực địa cho các bác xem một chút thôi đấy. Và hôm nay là cũng lần đầu tiên, không cũng khá bất ngờ, không nghĩ là sẽ gặp được cả bố cả mẹ lúa. Đấy, bố hai. Bố là cũng tốt thôi đúng không? Đúng rồi. Anh nói chuyện cũng thấy nhẹ nhàng tình cảm thôi mà. 84 mà trông cũng già nhỉ. 84 mà anh nghĩ là bố em cũng phải 70 mấy. Đấy, con người ở trên này thì làm lụng quá là nhiều của bác. Vất vả quá nhiều. Thành ra là cái gương mặt trông già hơn tuổi rất là nhiều. Cũng như là mẹ của Phứ sinh năm 88 thôi. Đấy.
88 thì hơn không đâu, đậu có 8 tuổi. Đấy. Thì chồng cô ấy đã mặt đã già hơn, già thì rất là nhiều, đẻ 5 người con rồi cơ mà. Mẹ em là cũng 5 người con. Ừ. Thế tính ra là mẹ em đẻ 7 lần rồi. 8 lần. 8 lần á? Em có mấy người em? Còn một thằng em gái lấy chồng. Chồng ở đâu? Vừa phá. Hả? Vừa phá? Xã kia. Ở xã? Vâng. Em gái sinh năm bao nhiêu? 26. 26. Vâng. Đi lấy chồng rồi. Vâng. Bố em mất 2 bao nhiêu nhỉ? Đấy, không nhớ rồi. Mất 2, à, con có con là 26 thì chứng tỏ là bố mất thì mất sau đấy. Bố mất lúc em 10 tuổi đúng không? Đúng rồi. Thế là bố mất 2009. Vì là... Năm nay em đứa em gái em năm nay 17 tuổi. Đi lấy chồng lâu chưa? Một năm rồi. À, một năm rồi nhỉ? Vâng. Tức có nghĩa là khi mà anh lên đây làm từ thiện thì là em gái đi lấy chồng rồi đúng không? Đúng rồi. Là không cũng không biết. Em trai là sinh năm bao nhiêu? Em trai á? Ừ. Biết là em 2 tuổi à? Dạ. Em trai em ấy? Biết, 2 tuổi rồi. À. Cũng là đi lấy vợ chỗ khác, có mỗi em lúa là ở đây để mà bám trụ những cái mảnh đất nương, mảnh đất nhà, khoản nợ các kiểu của người bố. Đấy, con cả rất là vất vả. Mẹ em là sau khi đẻ 3 đứa xong đi lấy chồng 2 đẻ thêm 5 người con. Nghĩa là đẻ 8 lần đẻ rồi các bác. Đấy. Rồi, câu chuyện gia đình của lúa em thì anh em mình cũng kết thúc tại đây. Bây giờ là di chuyển đi xem nốt cái chỗ nước nuôi kia thế nào hết rồi lại vợ chồng phải để ý nhá. Vâng. Trời ơi, Mỹ đi đâu lại báo khóc thế này. Mũ đâu? Lũ em ơi, em chạy vào nhà tìm cái mũ đội cho báo đi. Không thì bảo lầu, lầu cõng đi vào nhà đi. Ông muốn chơi. Cõng đi vào nhà cho xuống chơi đồ chơi. Cũng có một cái video ngoài lề một chút về cái quá trình xây nhà. Đấy. Nhưng mà cũng phải gặp được bố mẹ của lúa em thì Khâm mới tiếp xúc, Khâm mới nói chuyện và Khâm mới thấu hiểu hơn những cái gia cảnh của nhà của em lúa. Đấy, hy vọng là sau những cái cuộc trao đổi nói chuyện như thế, bố mẹ em cũng sẽ đến giúp em. Đấy. Có thể là bác gái em còn có những cái điều gì đó mà mọi người băn khoăn ái ngại khi mà đến giúp. Chắc chắn là sẽ có. Chắc chắn là sẽ có những cái điều đó thì mọi người mới ái ngại như thế. Đấy, bởi vì Khâm nghĩ thì là lúa là cũng hay đi đám cưới đám ma, rồi là những cái cuộc ăn uống làm việc của hàng xóm này, anh thấy em cũng tham gia, em cũng tham gia đều, nhưng mà phải đặt câu hỏi tại sao người ta không đến giúp mình. Thế cũng không phải lấy, chắc chắn là phải lấy mình làm gốc, nhưng mà bên cạnh đó là còn có những cái yếu tố tác động xung quanh như vấn đề nhà bác như này nói nọ thì chắc chắn là mọi người không dám đến tham gia là đúng rồi. Đấy. Thế lại là bây giờ có những người thân nào có thể tận dụng được sức lực thì gọi mọi người đến hỗ trợ, ít nhất là cái khoản vật liệu mình ok đã nhé. Được rồi, video ngày hôm nay Khâm cũng xin phép là khép lại tại đây thôi. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.